Cách đây tuần lễ có ông Mỹ, ông mà có những người ta tu cái mối đạo mà người ta cảm giác được từ trường ấy, mà gọi là thằng thông. Tự nhiên cái người ta bước vô chùa mình, cái tự nhiên ông nói sao mà ở đây nó sáng quá, và cảm giác sao mà vô đây quá bình an. À, nơi nào mà niệm Phật này nơi đó quang minh Phật phổ chiếu. Nên tổ sư nói rằng là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Thì nơi này quá nhiều người niệm Phật thì quang minh phổ chiếu. Vì ở đây 2-3 ngày, 5-7 ngày thì giống như quý vị được sống trong quang minh của Phật Bồ Tát. Cái tâm trạng mình cảm thấy mình vui, quý vị nhớ nè, cái niềm vui của người học Phật mình nó vui lạ lắm. Trong cõi lòng mình cứ lăn cái niềm vui. Và từ cái niềm vui đó mà nó phát sanh thiện pháp. Phát sanh thiện pháp. Phát sanh thiện pháp là sao? Chúng ta thường nghĩ cái điều để cho người khác tốt, nghĩ những việc cho người khác lợi ích. Và mình muốn khuyên người niệm Phật, mình muốn làm cái việc gì để cho người ta được lợi ích vì Phật pháp, đó là thiện pháp. Thiện pháp. Mà nơi mà đông người mà nghĩ thiện pháp gì nè, quý vị bước vào đây cái từ trường nó tốt dữ lắm. Nhà khoa học ta cũng thí nghiệm mà, phát thiện thì cơ thể mình sẽ tốt. Tại 70% cơ thể mình là nước, 30% là xương thịt. Mà khi mà mình phát thiện pháp á, thì nước cơ thể mình sẽ rất là tốt, nó kết tinh rất là tốt. Nhà khoa học đã thí nghiệm rõ ràng. Nên á, khi mình đi đến một cái chỗ mà tu hành thiện tâm, phát tâm cầu giải thoát, mình ở trong vị trí đó mình sẽ bình an. Còn mình đi đến một cái nơi mà nó kéo vô tình mà nó muốn quậy phá, nó làm cái chuyện gì tầm bậy, bước vô thấy đáng sợ. Đơn giản một cái việc nhỏ là quý vị đến một cái nhà nào ăn chay niệm Phật từ trường khác, quý vị đến một cái nhà sát sanh hại vật từ trường khác. Quý vị chỉ cần có tu hành, quý vị bước đến cái lò mổ thôi, tại vì cảm giác như nó bị một cái từ trường nó xông mình ra ngoài vị trí, nó không vào vị trí đó được. Còn cái người mà người ta tâm cực kỳ ác là người ta bước vô vị trí đó bình thường, tại vì nó cảm với ác. Còn khi một người có thiện pháp bị bước vô là cảm giác liền cái nơi này từ trường sâu, bước vô nó ớn là lạnh sao á. Tại vì sao? Vì quá nhiều con vật nó bị giết ở nơi đó mà nó chưa được siêu thoát. Nên có những người ta tu hành mà bằng đêm mà ta nghe những con vật nó khóc la. Giống như có một cái cô đó ở miền Tây phải không, mà cô đang ngồi, cô giặt đồ, vậy mà con ếch người ta chặt cái đầu nó làm sao mà chặt ngang con mắt nó, rồi xong cái nó nhảy ra được. Khi nó nhảy ra rồi thì bắt đầu sao nó bò đến ngay chỗ đó. Mà cái cô này tự nhiên cô ngồi cô giặt đồ mà cô thích niệm Phật lắm, cô rất là thương loài động vật. Cô này là cô có tâm cực kỳ thương loài động vật luôn. Tự nhiên nó bò ngay chỗ cô, nó kêu mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, kêu vậy đó. Thì bắt đầu bà nghe vậy rồi thì bà không có nhìn thấy nó, mà bà nhìn thấy mấy cái rọng cá, nghĩ rằng là mấy con cá nó kêu, thấy thả chân cá luôn. Xong rồi bắt đầu là tiếp tục bà ngồi bà giặt đồ, xong nó kêu mẹ ơi cứu con. Bà kiếm chút qua thấy con ếch nó bị chặt, chặt mà đứt ngang hai con mắt. Rồi xong bà hỏi rằng bộ con kêu mẹ hả? Thì nó kêu tiếp tục mẹ ơi cứu con. Bà nghe tiếng kêu như vậy đó, xong bà nuôi nó. Mà nó bị chặt ngang gì rồi mà bà cho nó ăn bình thường, ăn bình thường, thấy không? Nên quý vị thấy rằng là có những cái nhân duyên đặc biệt mà tự nhiên mình cảm được với cái loài vật đó. Tại vì trong kinh Phật nói rõ ràng, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Đừng có nói là động vật, cả thực vật còn cảm giác được sự thương yêu. Nhà khoa học, trường đại học người ta thí nghiệm rõ ràng. Người ta để hai cái chậu cây, một bên là người ta để một cái danh từ thương yêu, một bên là để một cái danh từ độc địa, độc ác. Vậy mà trong một tháng sau, cái cây mà để danh từ thương yêu nó càng tốt,
Còn cái cây mà chửi mắng nó chết queo. Nghe thấy chưa? Nên từ nó đó, thực vật mà còn cảm nhận được sự thương và ghét, không chỉ là động vật. Từ nó đó khi chúng ta mà phát tâm tu đạo, tin sâu nhân quả rồi, cái chữ hiếu mình mở rộng ra, từ con người cho tới loài động vật, nên mình mới ăn chay trường. Khi mình ăn chay trường là do cái tâm hiếu thảo của mình mở rộng ra. Vì Phật dạy tứ sanh phụ mẫu. Vì thấy trong nhà Phật cái chữ hiếu mở rộng đến mức nào chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nhớ kỹ rằng bản thân mình khi đứt tay một chút mình đã đau cỡ nào, mình đi kiếm băng keo cá nhân mình băng lại liền. Còn bây giờ cái con vật mình chặt tay chặt chân, mình lột da nó, mổ bụng nó để mình ăn thịt, thì nghĩ sự đau đớn nó cỡ nào. Nếu quen ngược lại bản thân mình là nằm trong cái chảo bị chiên, thì vì nghĩ cỡ nào chưa? Nó cũng biết kêu la nhưng chúng ta không hiểu được tiếng kêu la của nó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết rằng là 6 đời mà sanh vào gia đình, 5 đời là sanh loài động vật bị con cháu giết, đời thứ 6 là sanh làm người. Nhớ lại 5 đời kể cho gia đình nghe. Nên trong gia đình của mình, con vật ở trong nhà, từ con chó, con mèo, con gà, con vịt, nó toàn là cái sợi dây giao kết, nhân duyên, giao thoa cùng với gia đạo, là từ thân bằng quyến thuộc. Nhớ. Quý vị biết vì sao mà chùa mình những đức để máy niệm Phật xung quanh không? Vì tất cả những chúng sanh có duyên sẽ đi đến đây, mình không biết nó có lỡ chết vị trí nào, nó cũng nghe điều niệm Phật. Ví dụ trên nóc chùa to vậy, có những con vật, con chim nó bay nên nó yếu, nó chết trên đó. Có những vị trí xung quanh nó sẽ chết bất tử, nơi nào nó cũng nghe niệm Phật. Có một cái cô đi đến chùa, không phải đi đến chùa mà đi ngoài đường. Mắc vệ sinh quá. Cuối cùng ghé vô cái kẹt đi vệ sinh, nghe tiếng niệm Phật những đức gì mà được độ. Lạ chưa? Thấy đặc biệt không? Nên trong cái cuộc đời này có nhiều cái được độ lạ kỳ. Hiểu không? Nhân duyên không đó quý vị à. Nhân duyên không đó. Thí dụ như người ta cũng từng độ mình bằng cách đó, bây giờ mình độ người ta bằng cách đó. Có những người thì ngồi chánh diện để độ, có những người thì ngồi trong kẹt để độ. Có những người đi cầu để độ. Tại vì Phật độ chúng sanh có nhiều phương tiện. Phương tiện nào mà nhân duyên mà phù hợp là độ chúng sanh nhân duyên đó à. Nên mỗi một con người mình quý vị à, cái chữ hiếu mới mở rộng ra. Đã nói là đạo Phật là đạo hiếu, nên từ cái tâm hiếu mà ăn chay trường, từ cái tâm hiếu mà thương người. Vì thấy những đức ngày xưa chưa đi tu mà thương ai? Vì mà sao càng tu càng thương người? Nghĩ bao nhiêu việc cho người ta vui. Có khi mà những đức mua đồ ăn các cô, những đức có ăn miếng nào đâu. Mà những đức vẫn nhìn thấy người ta ăn mà những đức no. Cái cảm giác này 100% mấy cô thấy rõ ràng không? Những đức có ăn đồ ăn gì đâu khi ngồi chung với mấy cô. Toàn là thấy mấy cô ăn mà những đức no. Cảm giác đặc biệt ghê không? Đó. Nên tại vì mình học Phật, mình nói mình tin sâu nhân quả, chứ thật sự cái sự tin sâu nhân quả của mình nó không có sâu sắc. Nên khi mình lo cho người ta mình kể lễ, chứ thật sự thì nhân duyên hết quý vị. Ví dụ như người chồng này lo cho người vợ, mà lo từng ly từng tí, lo quá trời lo, mà vợ nó bỏ. Bắt đầu người chồng này lỡ gặp ông thầy, người chồng nói: "Thầy ơi thầy, sao mà vợ con nó đối xử với con tệ bạc vậy thầy? Con đối xử tự cho nó từng ly từng tí từng chút, khi nó nằm ngủ mà con cầm quạt, con quạt nó luôn thầy. Vậy mà nó đành đoạn, nó theo thằng khác, nó bỏ con đó thầy." Thì xong những đức nói: "Thì anh buồn anh cứ khóc đi, anh cứ khóc anh chút hết nước mắt buồn phiền đó ra đi." Rồi những đức nói cho anh nghe. Xong anh khóc xong rồi những đức nói rằng: "Anh à, người ta cũng đã từng chăm sóc anh cũng như bây giờ anh chăm sóc người ta. Người ta chăm sóc anh nhiệt tình mà anh bỏ người ta. Bây giờ anh chăm sóc người ta nhiệt tình, người ta bỏ lại. Mà sự khổ đau của anh bây giờ còn nặng hơn sự khổ đau kia. Vì cái gì cũng có lờ anh nè. Cái gì cũng có lờ. Nên khổ đau cũng phải lờ. Phải nhớ kỹ nghe. Đó. Bây giờ á, người ta thì sanh con người ta hiếu thảo với người ta, mà mình sanh con mình lại không hiếu.
Thế thấy lạ không? Mình trách số phận này kia. Không. Có khi đứa con này đời này nó làm con mình, nhưng có khi đời trước nó là cha mẹ mình. Mà mình đã từng làm con mình bất hiếu với cha mẹ mình, bây giờ nó quay ngược lại. Quý vị biết rằng luân hồi xoay chuyển, lộn ngược lộn xuôi. Bữa nay làm cha mẹ người ta, mai mốt có khi làm vợ chồng, rồi làm con cháu, rồi làm dâu rể, tùy theo nhân duyên mà đến. Có một á, câu chuyện khi á, mà cái ông này ông ác lắm, ông hành hạ cái thằng này. Thằng này khi nó chết đi, nó gặp vua Diêm Vương, nó nói: con được thăng người, nhưng con muốn lỡ cái gia đình đó báo thù. Vua Diêm Vương nói: à được, nó thiếu nợ thì mày đến mày báo thù thôi, vì tao cho mày làm cha nó đó, để mày báo thù. Vì làm cha mày muốn làm sao làm. Thằng đó nó nói không. Cái vua Diêm Vương nói: vậy tao cho mày làm ông nội nó đó, còn hơn cha nó đang mày báo thù. Không, tôi không làm ông nội luôn. Ủa sao làm cha làm ông nội mày không chịu, không lẽ mày muốn làm ông cố nội mày báo thù. Nó không, vậy mày làm gì mày nói đại đi. Không không hoài, tôi muốn làm con. Nó tự làm con à. Vua Diêm Vương cứ nghĩ đi, làm ông cố nội hay làm ông nội, làm cha gì cũng phải lo cho con cháu, chỉ có làm con được thương yêu lo lắng mà trở mặt lại, đó mới sự đau khổ đó. Hiểu không? Mình thiếu nợ người ta, người ta đến người ta đòi nợ mà. Bây giờ mình lại than thân trách phận, trách con tại sao bất hiếu, không có nhân sao có quả. Quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị thấy cái quả mít, nó không có hạt mít mà sao có trái mít. Nghĩ đi, bây giờ mình thấy cái trái gì thì phải có cái hạt đó. Hạt là nhân, nhân quả nó phải tương đồng. Còn nếu như không có hạt thì cũng phải cắt ghép, thì nó cũng phải có cái nhân thì nó mới có quả. Nên từ nơi đó mà cái gì nó cũng có nhân có quả của nó. Thí dụ như bây giờ có khi những đức cũng trong lòng mình cũng nó nghĩ rằng mình lo cho chúng quá là sao, mà có khi có những người họ lo cho mình họ không có chu đáo. Mình nghĩ kỹ lại, bản thân mình đâu có lo cho người ta chu đáo trong những đời kiếp trước, nên đời này người ta lo mình không có chu đáo. Mà anh đem cái quạt lại, anh bắt, mà cái quạt này thì nó có cái đường riềng, nó quay lại vậy nè. Ví dụ như nó nhắm ngay mình thì nó mát mình, nhưng mà nó mà bật ngay mình gì mà cái đường đó nó quay hướng khác là không mát miếng nào chứ. Hồi nãy những đức lại đây bật thì nó thổi vô cái bàn không. Có nghĩa là nếu mình mà lo cho người ta chu đáo á, những đời kiếp trước á, là cái quạt mình để ra đây, cái mình coi, cái mình bật lên cái coi nó có quạt ngay ông thầy chưa, thì cái đó là mình lo chu đáo, nên đời này người ta mới lo cho mình chu đáo. Còn đời trước mình lo cho ông thầy mà mình lo bê tha, nên đời này nó lo cho mình bê tha. Rồi không? Cái nhân cái quả phải hiểu. Nên những đứa kêu đẩy cái quạt vô luôn đi, quề khỏi chơi nữa. Hiểu chưa? Quề phước cho rồi đi. Quà một điều. Hiểu chưa? Cái nhân quả trong cõi đời này ghê lắm quý vị à. Nên mong rằng những cái câu chuyện này để nhắc nhở những người làm con, bây giờ mình đang bắt hiếu với cha mẹ, không lẽ bây giờ quan gia trái chủ cứ đòi nhau hoài sao, rồi vợ chồng đánh đập nhau đòi nhau hoài sao quý vị. Thôi bây giờ hiểu định luật nhân quả này rồi, thôi bu xuống đi, niệm Phật để hóa giải cái nghiệp chướng đó đi, để đời này cùng nắm tay nhau về cực lạc. Đặc biệt quá quý vị, nghe không? Nên cái tâm mình hiểu rồi thì cái quán thù từ từ nó cỡ mở. Quý vị nhớ khi nghe gì nó thông cái tâm vậy lắm, không có buồn trách gì chứ. Thí dụ như đứa con trai mình sanh mình nuôi không lớn mến tay mến chân, vậy mà khi nó lớn lên nó cứ vợ là nó lo cho vợ nó, mà nó ít lo cho mẹ cha. Bản thân mình có khi làm cha làm mẹ cũng buồn. Buồn tại sao đứa con mình nó đối xử với mình tệ quá. Mình nuôi nó mến tay mến chân mà bây giờ nó lo cho vợ nó không à, mà nó không lo cho mình. Rồi vợ nó kêu sao nó nghe vậy, chứ tuyệt đối nó không nghe mình. Nó gần bên mình không có bao nhiêu, mà nó gần với vợ nó quá nhiều. Bản thân mình cảm thấy mình buồn ghê. Đừng có buồn, mình cũng đã từng làm con trai người ta mình đối xử như vậy rồi. Bây giờ mình đổi lại mình làm mẹ, mình phải chịu gì? Nhân quả. Hiểu không? Nên quý vị nghe gì rồi, quý vị tự nhìn lại rồi điều chỉnh lại. Điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
Tất cả những gì quý vị gieo ngày hôm nay thì quý vị sẽ biết được cái quả về sau nó là như vậy. Chắc chắn quý vị luôn á. Nên những đức nói rằng là quý vị có dịp quý vị đưa cha mẹ quý vị vô chùa, quý vị sẽ có thời gian ở bên cạnh cha mẹ quý vị nhiều lắm. Còn quý vị ở ngoài đời kia không có thời gian, tại phải lo làm việc, làm ăn quý vị à, không có gần gũi cha mẹ nhiều. Nhưng vô chùa quý vị có rất nhiều thời gian. Thí dụ như bây giờ gia đình của Kim Tho vô đây 3 ngày đi, mẹ con đồ, anh em đồ, chị em đồ ngồi chung nhau. Chứ ở nhà mà nó ăn cơm chung nhau hoài gì cả ngày mà 3-4 lần gì có khi phải đi hát chung á mới được ăn chung. Chứ mà ra ở nhà khi phú quý không, chạy đồ này chạy đồ kia đó. Bắt đầu là ông đi ăn với bạn bè, thấy không? Nhưng vậy mà bữa nay đi vô đây chồng Kim Tho cũng được ngồi với mẹ thôi. Hôm qua mà Du Lan bên kia thấy đeo hoa cho mẹ rồi xong ôm mẹ. Những giây phút đó quý vị biết nó không đơn giản đó quý vị à, hiểu không? Thật sự với quý vị rằng mình làm vợ, mình mong làm sao cho chồng mình họ có một cái tấm lòng đến với mẹ cha họ. Mình làm vợ mình hiểu được điều đó đi, thì tự nhiên chồng của mình thương mình dữ lắm. Vì thấy vợ đặc biệt quá, hiểu được cái tâm lý. Dù là chồng mình rất thương mình, không có thời gian với cha mẹ, nhưng chồng vẫn thấy buồn lắm. Vì cỡ nào đó là tánh đức mà, không làm được nhưng thấy buồn. Nên vợ phải làm sao tìm mọi cách để cho chồng mình được ở bên cạnh mẹ cha nhiều chút. Vì một ngày nào khi cha mẹ chết đi rồi, bản thân mình cảm thấy hối hận lắm quý vị à. Quý vị biết rằng nếu ai đã từng mất mẹ lúc còn nhỏ, quý vị sẽ có cảm giác rất là sâu sắc. Lúc Nhân Đức 7 tuổi, Nhân Đức mất mẹ là khi mẹ Nhân Đức bà chết đi. Mà quý vị biết rằng là mẹ Nhân Đức hồi xưa là sanh Nhân Đức khó sinh mà Nhân Đức nghĩ rằng Nhân Đức là cái giống gì nó đến đây. Quý vị biết vì sao không? Ngày xưa người ta là ở dưới quê là người ta kế hoạch quá gia đình là không có sanh con nữa, là sanh 6 đứa con rồi Nhân Đức là út, là không có sinh nữa. Kế hoạch quá gia đình rồi mà tự nhiên bà mang thai Nhân Đức, thì nhiều người ta kêu thôi bỏ đi, tại vì vì sanh không được mà còn chết cả mẹ lẫn con vậy đó. Mà bà nói thôi sanh 6 đứa con. Mà người phụ nữ ngày xưa người ta chắc chắn quý vị là người ta đặc biệt hơn người phụ nữ bây giờ. Tuy là tánh đức con người thì ai cũng có giống nhau, nhưng mà cái phát triển tánh đức của bây giờ nó không bằng ngày xưa. Vì ngày xưa khi cái khoa học chưa phát triển cao thì lòng người nó vẫn còn có một cái tâm tánh đức phát triển cực kỳ mạnh. Dù là người ta những đạo lý học thức ta không nhiều, sở học ta không cao như bây giờ, mà lạ thay cái tánh đức của người ngày xưa nó rất là cao nghe quý vị. Về cái chữ trung nghĩa, trung hiếu nó nhiều, nó dày hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái xã hội phát triển về khoa học cao, lòng người nó lại chạy theo khoa học, nó lại nghĩ rằng nó khôn, và nó cái tánh đức nó bị mờ, lạc phai đi quý vị. Vậy mà mẹ như Đức có nói rằng thôi sanh 6 đứa con rồi bây giờ sanh nó phải sanh, dù có chết cũng phải sanh, bỏ nó tội nghiệp nó quá. Như người ta bây giờ là người ta bỏ liền 6 đứa đẻ chết nuôi cực quá trời, mà thêm cái giống này ở đâu nó đến đây, bỏ nó đi để mình còn nuôi 6 đứa con. Nếu mà nghĩ vậy thì làm sao có những đức. Nhưng mà cuộc đời mình phải tính chỗ này. Nên những người mang nghiệp phá thai mà thai nhi đi theo báo thù đó các con, các con phải nghĩ điều này. Như những đức người ta kêu bỏ là sao mẹ những đức không bỏ? Vì cái phước báo những đức là còn được làm người, còn phước các con là nó chỉ được nhập thai mà nó không được đẻ ra là tại các con thiếu phước. Những đức nói điều này các con, vì nghiệp phá thai các con đừng có buồn nghe. Đây là 100% phải dựa vào kinh Phật mà nói đó, là phước báo mình không đủ được làm người, nên từ nơi đó người ta mới phá mình. Mà bây giờ các con đi theo báo thù hoài thì các con làm hư cô hồn vất vơ vất vượng khổ hoài. Thôi bây giờ gặp chùa chiền gì nương tựa tu đi, mỗi ngày được cúng đi thực cho dùng là mỗi ngày tu hồi hướng đó. Nhà Đức giảng pháp cho nghe, đưa một bổ nguyện niệm Phật đi cầu sanh cực lạc đi. Nó thì quý vị biết rằng là cái phước Nhân Đức được làm người, mẹ Nhân Đức bắt đâu có bỏ Nhân Đức đâu. Bà mang thai, bà cố gắng bà sanh ra rồi nghe nói nhỏ xíu rồi, mình cũng không biết mà nghe kể lại là rất là nhỏ. Nhưng mà người ta bây giờ sanh con mà kiểu mà non nớt, người ta còn đi đưa vô bệnh viện còn cái gì hấp nồi cơm gì đó. Còn mình hồi xưa nghèo thấy mồ luôn, hấp cái gì sanh ra mà nằm chuồng bò luôn chứ hấp. Nên từ nơi đó làm lụng cực khổ, lấy nước cơm bỏ đường mà không có đường cát đâu.
nước cơm cho mày uống thấy mồ mày, mày sống sống rồi thì thôi, đúng không quý vị? Cực khổ mà. Nó, quý vị biết rằng cái thời cuộc nào thì cũng trọng sinh mệnh, nhưng cái thời cuộc quá nghèo khổ thì sinh mệnh con người nó bị rẻ đi. Nhưng lạ thay cái sức sinh tồn của con người nó lại cao độ. Sức sinh tồn nó cực kỳ cao độ. Vì sao? Vì người ta còn cái phước làm người. Chứ nếu không có phước làm người thì chết queo rồi. Thì quý vị biết rằng là cứ như vậy mà nuôi. Nuôi từ từ những đức thì thật sự mà nói nghe. Về cái việc của cuộc đời những đức nó nhiều cái mắc cười lắm. Những đức còn lương lúc còn nhỏ là chuyên gia ở chùa. Mình là văn chuyên môn. Nghèo gì không biết nhưng mà đó là cái điều là thích thú. Nghĩa là cứ là chạy lông nhông ở chùa không. Những đức nhớ cái còn nhỏ mà đi vô trong B2 chạy vòng vòng trong đồng đi kiếm thù lù ăn. Gặp ông em ông cầm cái mát. Ông nói mày là con của ai? Mày bự vậy mà mày ở chuồng. Tao cắt mày. Thì ông vượt từ ở trong đó chạy về chạy muốn thằng chết. Ông vừa vượt mà ông chạy ông nói từ hôm nay tao gặp mày ở chuồng nữa là mày chết. Rồi từ đó tới sao mới bận quần. Thì thường là người ta nghèo vì nghèo, nhưng mà con trai út là người ta thương nhiều. Ngày xưa nghèo mới bị nghĩ đi, mình cũng diễn đạt được cái chuyện mẹ đều có khi cũng thiếu sữa, nhưng mà thương con có khi không có thôi bú. Lớn chạy đi chơi xong chút chạy về bú vú da, nên những đứa bú với mà mỏ nhọn quét. Thì biết có miếng sữa nào đâu mà cũng nút vú da là thích nhất, với cái mỏ nhọn quét, bởi vì cái mỏ nhà đức nhọn, bây giờ nhà đức mới biết. Thì ý nhà đức muốn nói với vị nghe là cái lòng mẹ thương con, đúng không? Nó cũng phiền phức chứ. Nhà đức còn nhớ cái còn nhỏ mà chạy lại bú vú da mà kiểu mà bả đang mà thắng đường ấy, vì bả tán như mặt bóp bóp mà cũng bay vô bú. Đúng cái thứ lì lộm. Bởi vì mỏ nhọn quét kỳ cục ghê. Nó thấy không? Thì vị biết rằng là khi mà bệnh là mẹ như đức bà cực khổ, nghèo quá bà cực khổ. Bà đi làm lụng cực quá, bà về bà ăn cái dưa leo. Rồi đâu đầu nó hồi xưa mà mổ quý vị. Rồi bắt đầu là bây giờ mà đói bụng, rồi bắt đầu là ăn uống nó không có. Nói tóm lại là nó không được sạch sẽ đi. Rồi xong dưa leo mà xịt thuốc sâu nhiều mà. Rồi đói bụng quá, lao với dưa leo rồi cắn ăn. Ăn xong nó đau bụng. Đau bụng vậy đó mà đâu có tiền chở đi bệnh viện đâu. Mà bà nằm cho tới 11 giờ mấy mới mượn tiền được chút đỉnh chở vô bệnh viện mà bác sĩ nào ở trong B2 một chút. Thì ông nói rằng bây giờ cái đường ruột nó bị nhiễm trùng sao đó. Bây giờ phải đưa cho bệnh viện Tân Châu liền. Thì đưa xuống bệnh viện Tân Châu thì người ta nói phải mổ cấp tốc. Mà trước khi mổ chưa chụp thước mê là bà nói một câu: bác sĩ ơi, cứu tôi đi bác sĩ. Tôi tới 7 đứa con mà chỉ có vợ chồng mình như hai người đó, thứ hai thứ ba đó, còn tới 5 đứa chưa có gia đình mà con tôi còn nhỏ lắm. Bác sĩ ơi, cứu tôi đi, khi con tôi mà lớn khôn á tôi chết tôi cũng vừa bụng, chứ bây giờ mà tôi chết đi con tôi khổ dữ lắm bác sĩ. Bà rất sợ chết vì bà sợ bỏ con. Quý vị biết rằng là sợ quá sợ. Kiểu nghèo mà có bao giờ đi bệnh viện khám bệnh gì đâu, mà cái việc mà đưa vô mổ là thấy sợ dữ lắm rồi. Mà đã mổ một lần là sợ rồi. Cái cảm giác mổ một lần mà mổ lại là sợ lắm quý vị. Thì quý vị biết rằng là vừa chụp thuốc mê một cái thôi bà chết. Nó nghĩa là gạch bụng nhẹ thôi bà chết. Chết xong rồi người ta nghĩ rằng như thế nào đó. Xong người ta tránh bớt. Người ta nói thôi chuyển xuống Châu Đốc. Chuyển đi thì giữa đường ta nói chết, giống như chết giữa đường, hiểu không? Ta nói thà vậy nó tiện hơn. Thì quý vị biết rằng là trở về nhà nghèo, mà quý vị biết rằng đó, ở dưới quê miền Tây mà thường nhà lá ngày xưa, mà nhà nghèo khi mà mưa gió đó quý vị, thì thường nó thổi ngược mái lá lên, nó tóc lên vậy nè,
Mà mẹ thì nằm chết, mà Nhân Đức nhớ cái mền con rồng màu đỏ đỏ mà đắp lên, mà cái bụng quá trướng to lên, gương mặt xấu. Tại vì mình sợ chết quá bỏ con, nên cái sự chết đó, nó xấu lắm quý vị. Xong mà trên thì mưa, mà gió nó tốc cái nóc nhà, mà nó phát lên, mình nhìn lên trời sấm sét. Ở dưới thì xác mẹ mình chết, con thì bu xung quanh nhà nghèo. Hồi xưa chưa có điện sống, đèn leo lét. Thì nghĩ cái cảnh tình đó thì sao quý vị? Mà khi đưa về mà nằm chết đó quý vị, tội mình ra phía sau hè, nhà sau lưng, sau hè có cây sung, có một cái vườn chuối, nhìn ra là một cái ruộng lúa. Mình mà toàn là đất người ta không à, nhà mình cả nhà mà cũng ở đất, đất mượn của người ta, vì nghĩ nghèo cỡ nào chứ. Nên cả đời của cha mẹ khổ, cực kỳ khổ. Chưa bao giờ biết ăn một cái miếng bánh kem nào, chưa từng bao giờ biết đi chơi ở đâu. Nghèo quá, bà cả cuộc đời bà, mẹ Nhẫn Đức là bà làm dâu đến mức mà bà giỏi đến mức bà làm dâu rồi, bà nuôi luôn em chồng, mà cho em chồng bú luôn. Tại vì bà nội sanh con cũng tương đối với mẹ sanh con, nên cả nuôi con mình và nuôi luôn em chồng. Cực cỡ nào chứ quý vị? Cực kinh khủng luôn. Có nghĩa là Nhẫn Đức nhớ là nhà nghèo là bà kho cái gì đấy vì, mà thường dưới quê ngày xưa là một khứa cá lóc hay là một con cá linh, là kho quẹt quẹt quẹt, rồi bà luôn luôn là cứ quét xung quanh cái chảo quý vị. Miền Tây quý vị sẽ biết liền, cứ quẹt xung quanh, rồi chừa một miếng khúc đó lại cho con của mình ăn. Nhẫn Đức nói 100% bà là như vậy. Cả đời của bà là cực kỳ khổ luôn. Mà thêm một cái nữa, bà đã khổ vì nghèo, mà ba Nhẫn Đức mà ông nhậu vô là ông đổi tính. Ông lúc bình thường nói chuyện rất thông thái, nhưng mà khi ông nhậu vô là ông đổi tính. Ông rất là kho, bực bội, chửi sùm. Bà ra miệng một cái là nhà ầm ầm. Giống như nghèo mà mắc cái eo á. Nhà nghèo mà tối ngày chuyện này chuyện kia xảy ra, bị cái cảnh tình này nó không đơn giản đâu quý vị. Một đứa con nít từ khi còn nhỏ nhìn cái cảnh tình đó, mà khi mẹ mà chết mình đứng mà mình nói, cái cảm giác quý vị khi mà mắc mẹ thì sẽ hiểu được cái chuyện. Mà khi mình mắc mẹ của mình thấy cái tình thiêng liêng, nhất là còn nhỏ. Lớn lên quý vị mắc mẹ quý vị sẽ giảm tối đa về cái mặt đó. Tại vì quý vị có điểm nương tựa nên quý vị giảm cái tình cảm đó lại. Nhưng quý vị biết một đứa bé mà 6-7 tuổi mà khi mắc mẹ quý vị sẽ cảm giác cực kỳ là sâu sắc về cái việc mình mất đi người mẹ. Nó có nghĩa là cái sự mà thương xót đó nó kinh lắm quý vị ơi. Cái cảm giác đó cả đời mình nó vẫn còn cảm giác luôn. Nó vẫn cảm giác cả đời luôn đó quý vị. Quý vị biết rằng là ngày xưa ở dưới quê miền Tây mà khi chết xong người ta vẽ mấy cái chữ tàu rồi cái dải trắng á, rồi đèn đốt rồi một tấm hình. Quý vị bằng đêm quý vị ngủ, nó không có đèn điện, ngủ nhìn hình ảnh rồi xung quanh toàn là dải trắng. Nhà thì nghèo. Quý vị nghĩ cỡ nào? Nhẫn Đức từ khi còn nhỏ, Nhẫn Đức cũng làm nhiều thứ lắm. Cũng làm nhiều thứ, nghèo mà, mọi người phải kiếm ăn thôi, móc đậu, móc lúa, tác dụng, giăng câu, giăng lưới, làm đủ chuyện hết. Nên cái cảm giác của cuộc đời mình sâu sắc, mình trải nghiệm cảm giác hết chứ. Nên từ nơi đó mà sau này còn ba Nhẫn Đức, thì bắt đầu là Nhẫn Đức sống với ba của mình. Năm 17-18 tuổi Nhẫn Đức lên thành phố. Sau này năm Nhẫn Đức 20 mấy tuổi, ba Nhẫn Đức cũng chết luôn. Nên Nhẫn Đức thấy rằng là mình có được cái nhân duyên, mình ở trong chùa, mình nuôi các cụ già. Tự nhiên mình cứ nghĩ cha mẹ mình ngày xưa nghèo, chưa từng bao giờ ăn được một miếng gì ngon quý vị. Bây giờ trong lòng Nhẫn Đức nghĩ rằng những cái gì mà mua được cho các cụ ăn, Nhẫn Đức mong rằng mình mua cho các cụ ăn. Những cái gì mình chưa làm cho cha mẹ mình được, bây giờ mình biết tu, mình mong mình làm cho cha mẹ của mình. Bây giờ đang ngồi đây nè, thấy không? Quý vị biết rằng cuộc đời Nhẫn Đức á, nói hai chữ sinh nhật là rất mắc cỡ quý vị. Phật tử người ta tổ chức sinh nhật đó là chuyện của người ta thôi, mình ngồi mình tùy duyên thôi. Chứ bản thân của mình nghĩ tới cha mẹ mình ngày xưa sinh mình nghèo khổ quá trời, mà sao mình dám nghĩ điều này. Mà bây giờ mình đi vô chùa tu, mình nhận hạt gạo chúng sanh, sinh nhật cái gì. Nên từ nơi đó còn chúng sanh người ta thích làm sao là chuyện của người ta. Mình là ông thầy, mình mang tâm tùy hỷ. Vì Phật tử người ta quý mình, người ta cũng muốn làm cái điều gì đó đến với mình. Mình từ chối hoàn toàn thì đó là không khác nào phụ lòng người ta. Phụ lòng nó không được đặc biệt quý vị à. Nên mình tu, mình mang tâm tùy hỷ cho Nhẫn Đức thì không bao giờ cuộc đời Nhẫn Đức mà có một cái chương trình gì như vậy đâu. Dù có đi chăng nữa, nó cũng là một chương trình về sau, mình lớn tuổi hay gì đó, đó cũng là một chương trình giáo dục thì mới làm. Chương trình giáo dục mới làm.
Hãy nhớ. Thì vị biết rằng á, là bản thân những đức mà hồi xưa trên thành phố mười mấy năm, mà những đức trên thành phố chỉ là ăn chơi chứ nói mà ăn uống sống cái gì đặc biệt. Nên bây giờ những đức ở trong chùa mà những người trẻ đi cùng với những đức con đường này mà nuôi người già, những đức nói những đức cố gắng lo cho họ cố gắng cho tốt. Tại vì họ có duyên với mình, đi con đường này với mình đặc biệt quá. Nên những đức cố gắng với việc, những đức thấy người trong chùa mình, người trẻ trong đấy nhiều, họ sống ở đây chỉ quanh năm suốt tháng, có những cô đi đi cùng những đức con đường này 7-8 năm chưa từng về nhà luôn. Thì vì nghĩ đi, nó không đơn giản chút nào. Đó là đồng hành cùng nuôi người già, đã bao nhiêu đợt cụ già đi chùa mình, một năm chờ trung bình mắc cũng khoảng 50-60 người già, một năm chờ mấy đạo tràng mình là như vậy. Thì quý vị biết rằng đôi tay những đức đã ghinh bao nhiêu cái quan tài. Hồi xưa 5 năm những đức trên Đà Lạt, chùa nuôi 1.500 người, một tuần vậy là mắc 6-7 cụ, từng nào cũng 6-7 cụ. Khi người ta cúng dường quan tài cũng là cả trăm cái quan tài không. Nên những đức đã nhìn được cái vô thường của đời người, và tiếp tục nuôi người già, cứ nhìn vô thường của con người, rồi nhìn bao nhiêu con người giàu rồi nghèo, nghèo rồi giàu, thấy đó rồi chết đó, cực kỳ vô thường luôn, nhìn ra được hết. Cuối cùng cho những đức một tư tưởng nhìn nhận rằng đúng là cuộc đời này rất vô thường. Nên những đức thích, rất thích cái bài kệ mà hồi trưa những đức đọc: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Thích lắm quý vị, rất thích bài kệ này luôn. Nên cuộc đời có người giàu sang nó phù du lắm quý vị ơi, mạng người nó cực kỳ phù du luôn, ảo ảnh lắm. Nên từ nơi đó những đức mong rằng những người còn cha còn mẹ, vợ chồng được sống với nhau, gia đình được gặp nhau, anh em được ở bên nhau. Quý vị à, quý vị hãy trân quý cái mối chân tình này đi. Đừng đợi một ngày khi chúng ta xa nhau mất đi thì chúng ta lại hối hận. Đừng nên dùng chữ hối hận khi xa nhau, mà hãy trân quý nhân duyên mà được ngồi bên nhau gì nè quý vị. Nên những đức nói cảm giác những đức đi tu ấm áp ghê. Bây giờ cái đại gia đình của chúng ta 3-4 điểm chùa, bước đến chỗ nào cũng là 500-600-700 người cùng sống cùng với nhau, đồng hành cùng ăn chay niệm Phật. Những đức thấy, những đức nói mình rất là ấm áp luôn. Cuộc đời những đức cảm thấy là rất mãn nguyện rồi quý vị à. Mười mấy năm nay những đức đi tu, những đức thấy những đức rất là mãn nguyện. Và những người đồng hành với những đức họ cũng chân thật nhiệt tình. Những đức nói con mình ở nhà mình la vài tiếng nó còn cự mình. Những đức có khi những đức la có nhiều cái cũng bạc mạng mà không có dám cự lên tiếng. Đó là cái điều mình cũng là trân quý cái tấm chân tình đó rồi đó quý vị. Nên những đức nói mình có cực khổ cỡ nào mình sẽ cố gắng hết mình. Thì vì cái tính của người những đức là tính ngang ngạnh, khó chịu, không đơn giản. Mà những đức có thể gặp, có những người những đức gặp mà những đức có thể chiều người ta, những đức năn nỉ người ta, những đức nói ngọt với người ta. Để làm chi? Để mong làm sao những đức chỉ nói đúng một câu gì thôi. Trong lòng của tôi chỉ mong làm sao người đi theo tôi được bình an. Chỉ mong như vậy. Người đi theo mình được bình an. Tại họ có được một hoàn cảnh này, mình mong họ được bình an. Bản thân mình chấp nhận, chịu hạ mình. Chấp nhận hạ mình. Có những người những đức nói những đức hơn họ nhiều lắm đó. Mọi mặt những đức vẫn hạ mình với họ luôn. Tại vì sao? Thấy các cụ già tội nghiệp, mình có tâm thương yêu người già. Mình nghĩ cha mẹ mình khổ quá, bây giờ các cụ già được như vậy mình thương các cụ. Thật sự mà nói những đức rất là thương đại chúng luôn á. Tại vì mình càng tu tự nhiên mình thương con người sao á. Không, đây là 100% mình cảm giác mình rất thương con người. Phật tử những đức rất là thương, nhất là phụ nữ bầu bì, những đức cực kỳ thương luôn. À, nên những đức mà nói chùa chiền mà những đức nói một câu rằng có bầu có bì vô đây đi niệm Phật, chừng nào đẻ thì đi về đẻ. Không có thầy nào không nói vậy quý vị à. Đó, chùa mình đó. Hồi đó giờ nhiều cô người ta có bầu bì là chồng người ta biết tu luôn cho người ta vô đây. Mà người ta mỗi ngày ăn chay niệm Phật, mà khi gần đẻ gì mà người ta đẻ. Mà người ta vui với lắm, đó là nhân duyên đặc biệt lắm quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà Phật tử về chùa không gì, những đức thường nhắc những cô mà lỡ mà gãy gánh giữa chừng thôi ở vị tu đi. Niệm Phật nuôi con đàng hoàng đi, đừng có bước thêm bước nữa nghe. Những đức cứ nhắc hoài vậy đó. Còn nếu mà mình có nợ thì mình phải gặp thôi. Nhưng mà mình nên trân quý cái mối chân tình đến với nhau. Dù là chấp nói nhưng mà phải đến với nhau bằng cái tâm chân thật. Cuộc đời con người quý vị à, có duyên gặp nhau mà. Chỉ cần biết bồi dưỡng bằng cái tâm chân thật thì tồn tại thôi. Còn sống mà nó không có bồi dưỡng cái tình chân thật thì nó không có tồn tại đâu.
Nó dù là một cái cây nó mỏng manh, nhưng mà mình biết bồi dưỡng nó thì cái cây này vẫn chắc à. Còn một cái cây nó rất là chắc mà mình chỉ biết dùng nó mà mình không biết bồi dưỡng thì nó cũng gãy à. Cái tình người nó cũng vậy, tuy là nó mỏng nhưng mà mình bồi dưỡng bằng cái tâm chân thật từ từ vẫn cảm hóa. Nhưng Đức nói rằng á, mình đi tu mình thấy rõ ràng có những người, người ta cũng không thích mình gì mấy, nhưng mà mình chân tình với người ta, giết người ta cũng thương yêu mình. Tại vì sao? Người ta vẫn cảm tấm lòng chứ. Nhưng Đức nói rằng á, con người tâm chân thành mà đá sỏi còn chỗ hoa, chứ đừng nói chi là con người quý vị à. Nên mình chỉ cần cái tâm chân thành đến với người ta, thương yêu người ta. Nên cái người đàn ông của mình nó mạnh mẽ. Nên người phụ nữ thì họ cần có sự che chở, thương yêu, lo lắng. Nên người đàn ông mà được người phụ nữ thương yêu là do mình biết cách mình thương yêu, mình bảo vệ, mình lo lắng cho người ta. Người ta vui sướng nhất là người ta được bình an, có điểm nương tựa. Nên ví dụ như bao nhiêu người trong chùa mình đa phần là nữ, người ta bình yên như vậy là người ta rất là mừng. Nên tất cả những người đàn ông của mình có vợ, mình thương vợ mình. Khi nó có bầu có bì mình lo lắng cho nó, mình đừng để nó buồn. Mình mà để nó buồn là nó sanh con ra mặt méo sợm, xấu xí chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nên quý vị thấy những Đức chia sẻ Phật pháp, những Đức nghiêng về xã hội nhiều lắm, không giỡn đâu, nghiêng về xã hội. Nên từ nơi đó sống nhà với nhau phải có cái sự tin tưởng với nhau. Nên cả chúng trong chùa này quý vị thấy người ta sống vui là vì cái tâm chân thành đến với nhau. Nên những Đức nói với vị nghe rằng là các cụ sống trong chùa gì là được các cụ. Những Đức thấy cái gì ngon ngon là mua cho các cụ ăn à. Cái này kia ngon ngon là mua cho các cụ ăn. Ví dụ như chạy qua bên kia, bệnh chạy về có khi cũng chạy qua chơi với mấy cô một chút. Kệ, nó con gái mà. 70-80 đứa nó quy về chỗ vẫn hay hơn là nó tản mát tùm lum. Nó quy nhất vẫn là hay hơn. Nó thí dụ như trong nhà mình đi mà 4 thành viên mà lúc nào cũng tối lại là ở nhà không chơi chung nhau thì bị hạnh phúc cỡ nào chứ. Vậy mà nhà chúng ta, chùa chúng ta bao nhiêu á, 100 người, rồi những Đức cùng với các cô 80-90 cô luôn mà khi mà tu xong là ngồi chung với nhau, nói chuyện này chuyện kia mà không ai đi đâu. Ở trong chùa vậy rồi chút về ngủ. Quý vị thấy không? Cái này không đơn giản nha quý vị. Không đơn giản chút nào luôn, nói thiệt luôn á. Nó rồi chủ nhật đồ nhà Đức đi qua mấy điểm đạo tràng, từng nhóm, động viên khuyên nhau, mình khuyên người ta là mình đang khuyên mình. Đó là từ cái tâm hiếu mà ra không đó quý vị. Không có chữ hiếu đố mà nghĩ được chỗ này. Điều là từ chữ hiếu. Vì bây giờ những người nữ trẻ này họ cũng là mẹ mình đó. Mình phải làm sao mình bồi dưỡng cho họ để họ tu, cả đời của họ để giải thoát. Tất cả những người nam trẻ là cha mình đó, nên mình bồi dưỡng cho họ để cho bản thân của họ tiến đến giải thoát. Nó thay hình đổi xác quý vị. Nên Đức Phật trong kinh Du Lan rõ ràng, Ngài là Phật rồi mà Ngài quỳ trước đống xương khô Ngài lại. Tôn giả A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, Ngài là thầy của chợ người vì sao Ngài lại đống xương? Ta lễ lại những người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Cái đống xương này nó dồn dập quá lâu, trong đó có bao nhiêu cốt hài từ ông bà cha mẹ và thân ta và kẻ sinh ta. Nên ta lễ lại những người tiền bối mà. Quý vị thấy Đức Phật cái tỏ một cái thái độ hiếu thảo như vậy. Chúng ta không làm được như Đức Phật, nhưng chúng ta cũng phải có tâm hiếu. Nên mong rằng những bài chia sẻ này, những người làm con đã lỡ làm cho cha mẹ đau buồn, phiền não này kia, quý vị hãy nên quay đầu lại. Thật sự mà nói, đừng bao giờ cái gì cũng vì con mình mà để cho cha mẹ buồn lòng. Nếu mình vì con mà để cho cha mẹ buồn lòng thì con quý vị không có thành đạt đâu. Vì quý vị đoạn gốc rồi, làm sao mà cành lá hoa quả phát triển được. Nên phải vì cha mẹ, nó phải đi từng cấp. Vì cha mẹ, con mình sẽ vì mình. Nó từng cấp như vậy thì gia đạo mới thịnh. Còn mình vì con mình mà bỏ cha mẹ thì tức khắc nó không có thịnh đâu quý vị. Gia đạo nó không có tốt đâu. Nên từ nơi đó mà phải hiểu nguyên lý này. Nên người làm cha làm mẹ tuổi già mà con biết tu, dẫn dắt cha mẹ đi đến chùa tu lê ra lê ra, để cho cha mẹ mình ở nhà có cái pháp tu. Những Đức nói một chiếc máy nghe pháp thôi, hoặc là chỉ cha mẹ mình mỗi ngày nghe những Đức giảng thôi, cỡ mở tâm tư hết trơn. Tại vì những điều những Đức nói nó gần gũi quá. Rồi những cô ở đây mình tu là mình cũng đang hiếu với cha mẹ mình. Các thầy, các chú ở đây tu là đang hiếu với cha mẹ mình. Các cụ ở đây tu là đang hiếu với cha mẹ mình. Nên những Đức nói rằng muốn báo hiếu cho cha mẹ chỉ có giảng sanh mới báo hiếu được cho cha mẹ. Chỉ có giảng sanh mới báo hiếu cho cha mẹ được. Mà muốn giảng sanh thì phải làm sao? Niệm Phật. Muốn giảng sanh thì phải niệm Phật. Mỗi lần buồn ai cứ ai với Đà Phật đi. Mỗi lần làm ăn được cũng ai với Đà Phật đi. Mỗi lần làm ăn không được cũng ai với Đà Phật đi.
Cứ niệm câu Phật hiệu này quý vị sẽ thấy cái thù thắng. Quý vị thấy cả ngày như Đức làm việc chưa? Quý vị mà ở đây quý vị thấy cả ngày như Đức làm việc như vậy đó. Mà lên nói chuyện nó hừng hực cái tâm phải không? Mà có quyển sách gì trước mặt đâu. Mà tại sao như Đức nói chuyện được như vậy vì sao? Niệm Phật. Cả như Đức tắm như Đức còn niệm Phật. Nhưng Đức cứ thường niệm Phật nên như Đức rất là vui. Vì tất cả những cái lo âu nó bỏ vào câu Phật hiệu đồng hóa liền. Câu Phật hiệu có một cái công năng mà giải tỏa tất cả nỗi buồn trong cõi lòng. Và câu Phật hiệu có một cái công năng xóa tan đi sự âu sầu buồn bã, hận thù từ niệm Phật. Câu Phật hiệu có công năng như vậy đó quý vị à. Nhưng Đức nói quý vị đang buồn vì cái gì, hoặc công ty làm ăn gì suy nghĩ không ra, quý vị lên quý vị lễ Phật 45 phút chân thành đi, quý vị sẽ thấy. Đây là cái sự kinh nghiệm cuộc đời như Đức rõ ràng. Có những cái nghĩ không ra, lễ Phật 45 phút tự nhiên lúc lễ Phật, danh hiệu Phật có diệu pháp âm giảng cho mình nghe. Bạn nên làm như vậy đó. Đây là xác thực 100% mà. Nên quý vị thấy cái việc gì như Đức làm cũng thành công. Mà trong khi những Đức chưa từng ghi chép cái gì sẵn. Một chương trình lễ 3-4 ngày, vì thấy có thấy chùa ai mà tổ chức mà 3-4 ngày lễ không? Người ta tổ chức một buổi gì là người ta nghỉ rồi, chịu không nổi. Còn chùa mà tổ chức 3 ngày, Diếu Quan Âm mà như Đức tổ chức 4 ngày, mà người ta mười mấy ngàn người ta ở đây thì nghĩ sao? Không đơn giản đâu. Nó gì mà nó im điềm đâu vào đó trơn là gì? Niệm Phật, giảng Pháp. Còn nếu như bỏ đại bỏ càng cho họ quậy tranh bành, đừng nói diện dẫn chơi, không cho họ tu, không có bốn thờ để mình lên chánh điện cùng với họ đi, mình bỏ đại cho họ đi. Nhiều người dưới quê họ lên họ chưa biết á, trời ơi họ đứng gốc cây, họ xỉa gốc cây, đứng đâu xỉa đó. Không phải đơn giản quý vị à, người quê người ta đâu có biết, người ta nghĩ rằng ở dưới quê mà đi đâu mắc tiểu đứng tiểu đại. Không, người Việt Nam mình ưa tiểu bậy. Nhất là mấy ông uống rượu, hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng nhờ vô chùa mà tu, đưa lên khuôn rồi chỉ người ta, nó đỡ tối đa. Mười mấy hai chục ngàn người trong chùa bị nghĩ đơn giản hả? Như lễ Diếu Ngâm bữa đó đó, 20 ngàn người trong chùa bị nghĩ đi. Vậy mà đâu vào đó dân lễ xong gọn hơn. Mà anh em đồ, mấy thầy đồ nhiệt tình, mấy chú nhiệt tình chung tay làm xong là gọn hơn. Quý vị thấy không? Cái này không đơn giản đó. Đó là một tổ chức, một Phật gia hộ. Chứ ai nói được họ? Họ cũng như những đức thôi. Nói họ kênh lại thôi tao đi, chứ làm gì nhau. Bây giờ quý vị nói một tiếng là họ nghe răm rắp. Không đơn giản, Phật lực giá gì. Mình ở nhà làm cha làm mẹ, mình nói con nó không nghe mà. Vậy mà nhà Đức nói một tiếng, bao nhiêu con người ta nghe. Phải nương vào cái đức của Phật để dùng cái đức để mà dạy con người. Thấy không? Cái này là 100%. Nên nó nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người con làm gì cho cha mẹ đau lòng, hoặc làm cho cha mẹ bất an lo lắng, thì thôi bây giờ quý vị quay đầu hướng thiện, quay đầu là bờ nghe. Và nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả những người con bất hiếu khắp nơi nơi, lỡ bất hiếu với cha mẹ hoặc là hút chích xì ke ma tí làm cho cha mẹ đau lòng, nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho quý vị chân thật quay đầu để mà hướng thiện, để đừng làm cho cha mẹ đau lòng nữa. Cha mẹ còn sống mình còn có cơ hội đó. Mỗi năm sinh nhật này kia đồ của mình là về bên cạnh cha mẹ. Đừng có đãi bạn bè riêng mà về bên cạnh cha mẹ. Nhớ sinh nhật là về bên cạnh cha mẹ. Vì ngày này mẹ mình sinh mình khó lắm. Mà mình đi đãi bạn cái gì, mình về bên cạnh cha mẹ. Mình cắt miếng bánh sinh nhật mình dâng lên cho cha cho mẹ của mình, cho anh em tập trung lại. Đó mới là cái thật sự, cái người có hiểu biết gọi là ngày sinh nhật tưởng nhớ. Thôi giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nghe, để phát nguyện cầu sanh cực lạc quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Trong tháng 7 này, tất cả chúng ta tu tập, đại chúng đồ với Phật tử khắp nơi nơi, nguyện đem cái công đức này mình cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, và chúng ta đều cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã chết. Nguyện cầu nhờ cái công đức này mà ông bà cha mẹ mình được siêu thoát. Nhưng riêng bản thân những đức cha mẹ mình mất hết rồi, bên nội bên ngoại, ông nội ngoại rồi, bà ngoại đều cũng chết, rồi anh rồi con anh cũng chết năm 44 tuổi, với người chị cũng trẻ. Nên từ nơi đó mà đem cái công đức này cũng ngồi hồi hướng cầu siêu cho họ. Trong tháng 7 này mình hướng dẫn ta tu, tổ chức nhiều chương trình để mong hồi hướng, rồi tất cả đại chúng cái công đức cũng bình đẳng để mình hồi hướng cho người thân của mình. Nguyện chư Phật chứng minh để tất cả chúng sinh đều hướng cái tâm đến Phật pháp, tu tập để hướng đến giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.